top 10 quốc gia nghèo nhất châu Âu, top 1 nghèo hơn cả Việt Nam. Nhắc đến châu Âu thì chúng ta thường liên tưởng đến một số quốc gia giàu có như là Anh, Pháp, Đức v.v. đúng không ạ? Nhưng mà bạn có biết không, ở châu Âu cũng có các quốc gia nghèo khó hơn với thu nhập còn kém xa Việt Nam chúng ta, thậm chí kém cả một số quốc gia ở châu Phi. Mặc dù sự tiến bộ và phát triển ở khắp châu Âu, nhưng đâu đó vẫn còn có một số quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế và bị đói nghèo hoành hành. Hãy cùng Ghiền Địa Lý điểm qua top 10 quốc gia nghèo nhất châu Âu trong video dưới đây nhé! Để so sánh về mức độ giàu có của mỗi quốc gia thì chúng ta có thể dựa vào nhiều chỉ số. Một trong các chỉ số thường dùng đó là dựa vào thu nhập bình quân đầu người. Kinh tế châu Âu là nền kinh tế của hơn 740 triệu người sống trong 44 quốc gia khác nhau ở châu Âu. Giống như các lục địa khác, sự giàu có của các quốc gia châu Âu không đều nhau, có thể nhìn thấy rõ nét sự chênh lệch này giữa các nước Đông Âu và Tây Âu. Trong khi các quốc gia Tây Âu có GDP và mức sống cao thì nhiều nền kinh tế Đông Âu vẫn bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng của Liên Xô và Nam Tư trước đây. Có những quốc gia khá nổi tiếng, khá phát triển về ngành du lịch nhưng lại nằm trong danh sách những nước nghèo nhất châu Âu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bảng xếp hạng dưới đây dựa vào thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Âu tháng 12 năm 2021. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 10. Bulgaria. Bulgaria xếp thứ 10 trong số những nước nghèo nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người khoảng 8.634 đô. Nhắc đến đất nước Bulgaria thì hình ảnh đầu tiên mọi người nghĩ đến có lẽ chính là hoa hồng. Đất nước xinh đẹp này nổi tiếng với những thung lũng hoa hồng tuyệt đẹp, là những nét văn hóa độc đáo gắn liền với loài hoa này. Hoa hồng Bulgaria không đơn thuần chỉ là một loài hoa tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước này mà gắn liền với những bông hoa tuyệt sắc, là những câu chuyện như giá trị kinh tế và cả văn hóa nữa. Bulgaria nằm ở Đông Nam châu Âu và có chung biên giới với Romania, Serbia, Macedonia. Năm 1946, Bulgaria thuộc khối phía Đông do Liên Xô lãnh đạo và trở thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bulgaria có một nền kinh tế thị trường tự do mở và đã công nghiệp hóa, với một khu vực tư nhân lớn và khá phát triển cùng một số doanh nghiệp chiến lược thuộc sở hữu nhà nước. Ngân hàng Thế giới xếp hạng nước này là một nền kinh tế có thu nhập trên trung bình. Bulgaria có tăng trưởng kinh tế nhanh trong những năm gần đây, thậm chí dù nước này vẫn bị xếp hạng là quốc gia thành viên có thu nhập thấp nhất của EU. 9. Montenegro. Montenegro xếp thứ 9 trong số những nước nghèo nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người khoảng 7.350 đô. Montenegro là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu, thuộc khu vực Đông Nam Âu, nằm ở phía Tây Trung tâm Ban Can, phía Bắc giáp với Bosnia và Herzegovina, Đông giáp Serbia, Tây Nam giáp biển Adriatic. Với diện tích là 13.812 km², dân số 627.977 người, với GDP đạt 5,42 tỷ đô, số hiệu năm 2019, theo IMF. Montenegro đang trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2025. Đất nước Montenegro hứa hẹn là quốc gia tiềm năng cho các nhà đầu tư muốn tìm chương trình định cư an toàn, linh hoạt, cơ hội cũng như chất lượng cuộc sống tiêu chuẩn châu Âu. 8. Serbia. GDP bình quân đầu người 7.114 đô, xếp thứ 8 trong số 10 nước nghèo nhất châu Âu. Đông đảo người Việt Nam không biết nhiều về Serbia, họ chỉ biết đây là quê hương của một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, Novak Djokovic. Thủ đô của Serbia là Belgrade, là một trong những thành phố lớn nhất ở Đông Nam châu Âu. Trước đây, Serbia là trung tâm chính trị và văn hóa của Nam Tư. Ngày nay, nó là phần phía Bắc của liên bang cũ giữa Serbia và Montenegro. Năm 2006, Montenegro bỏ phiếu sau khi trưng cầu dân ý về độc lập đã rời khỏi liên bang. Vì vậy, Serbia chính thức tuyên bố độc lập vào năm 2006. Nền kinh tế Serbia là nền kinh tế có mức thu nhập trên trung bình theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Ở điểm đầu cuộc chuyển tiếp kinh tế năm 1989, nền kinh tế có những dấu hiệu phát triển tốt. Nhưng lệnh cấm vận kinh tế từ năm 1992 đến năm 1995, cũng như những tàn phá với ngành công nghiệp trong cuộc chiến tranh Kosovo đã hủy hoại không khí kinh tế bên trong Serbia. Việc mất đi các thị trường Nam Tư cũ và khối Comecon ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất. 7. Belarus. GDP bình quân đầu người 6.418 đô, Belarus xếp thứ 7 trong tổng số những nước nghèo nhất châu Âu. Cộng hòa Belarus còn được gọi là Bạch Nga, là quốc gia xinh đẹp khu vực Đông Âu. Đếm theo chiều kim đồng hồ, quốc gia này lần lượt giáp với Ba Lan, Lithuania, Latvia, Nga và Ukraine. Mặc dù không giáp biển, nhưng Belarus thu hút du khách bằng những con đường thơ mộng băng qua các cánh đồng hoa bắp, những cánh rừng già và các ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Diện tích tổng cộng 207.600 km². Belarus đã từng là một trong 15 nước Cộng hòa của Liên Xô trong 70 năm cho đến khi tách ra và tuyên bố độc lập năm 1991. Kinh tế Belarus chủ yếu vẫn thuộc nhà nước kiểm soát như thời Xô Viết. Hơn một nửa doanh nghiệp thuộc kiểm soát nhà nước và công ty thuộc sở hữu nước ngoài chỉ chiếm dưới 4%.
Nước này có nền kinh tế khá ổn định nhưng phụ thuộc nhiều vào các nguồn cung nguyên liệu như dầu mỏ từ đồng minh thân cận là Nga. Công nghiệp và nông nghiệp chủ yếu vẫn là thủ công. Nông nghiệp phần lớn là các hợp tác xã và các sản phẩm mũi nhọn là khoai tây và chăn nuôi gia súc. 6. Bosnia và Herzegovina. GDP bình quân đầu người 5.862 đô, xếp thứ 6 trong số những nước nghèo nhất châu Âu. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia tại Đông Nam Âu, trên bán đảo Balkan. Nước này giáp biên giới với Croatia ở phía Bắc, Tây và Nam, Serbia ở phía Đông và Montenegro ở phía Nam. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia hầu như nằm kín trong lục địa, ngoại trừ 26 km bờ biển Adriatic tại thị trấn Neum. Bosnia đối mặt với vấn đề kép, xây dựng lại đất nước đã bị tàn phá bởi chiến tranh và thực hiện những cải cách thị trường cho nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa trước đây của họ. Một di sản của thời trước là ngành công nghiệp quân sự với quá nhiều nhân công. Giữa thời lãnh đạo cũ Josip Broz Tito, các ngành công nghiệp quân sự được khuyến khích bên trong nhà nước Cộng hòa, dẫn tới sự phát triển một phần lớn của các nhà máy quốc phòng Nam Tư tại đây, nhưng lại ít những nhà máy thương mại. Trong hầu hết lịch sử Bosnia, nông nghiệp dựa trên các trang trại nhỏ và kém hiệu quả của tư nhân, thực phẩm thường được nhập khẩu. Cuộc chiến hồi những năm 1990 đã gây ra một sự thay đổi lớn trong nền kinh tế Bosnia. GDP giảm 75% và việc phá hủy cơ sở hạ tầng cũng tàn phá nền kinh tế. Tuy hầu hết năng lực sản xuất đã được khôi phục, kinh tế Bosnia vẫn đối mặt với những khó khăn to lớn. Những con số GDP và thu nhập trên đầu người đã tăng 10% từ 2003 tới 2004. Điều này và khoản nợ quốc gia đang giảm xuống của Bosnia là những khuynh hướng tích cực, nhưng tỷ lệ thất nghiệp cao và thâm hụt thương mại lớn vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. 5. Macedonia. GDP bình quân đầu người 5.287 đô, xếp thứ 5 trong số 10 nước nghèo nhất châu Âu, với tổng diện tích đất 25.224 km2. Dân số hiện tại của Cộng hòa Macedonia 2.080.236 người vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Macedonia là một đất nước độc lập khác biệt với vùng Macedonia của Alexander Đại Đế tại Hy Lạp mà người ta vẫn hay lầm tưởng. Thủ đô, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất nước này chính là Skopje. Vào năm 1991, nước này tách ra khỏi Liên bang Nam Tư và trở thành một nước độc lập. Sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc thì có tên gọi là Cựu Cộng hòa Nam Tư Macedonia. Tuy nhiên, tên gọi Cộng hòa Macedonia lại được sử dụng rộng rãi hơn. Macedonia chủ trương xây dựng kinh tế thị trường. Tuy nhiên, với một nền kinh tế nhỏ mở cửa, điều này khiến Macedonia trở thành nước dễ bị tác động bởi các nền kinh tế phát triển khác của châu Âu và khả năng phát triển kinh tế phụ thuộc vào hội nhập khu vực và quá trình gia nhập Liên minh châu Âu. Macedonia có nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là chì và sắt, kẽm, nickel và dầu mỏ. May mặc, thuốc lá, quế, rượu và hợp kim sắt là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. Khai khoáng là ngành công nghiệp mũi nhọn của Macedonia, sản xuất điện năng đạt 6,6 tỷ kWh, tiêu thụ 6,06 tỷ kWh. Macedonia là nước có mức sống thấp ở châu Âu, xuất khẩu đạt 1,2 tỷ đô, nhập khẩu 1,6 tỷ đô, nợ nước ngoài 1,06 tỷ đô. 4. Albania. Albania xếp thứ 4 trong số những nước nghèo nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người chỉ đạt 4.831 đô. Albania là quốc gia thuộc Đông Nam Âu, nước này giáp biên giới với Montenegro ở phía Bắc, Serbia ở phía Đông Bắc, Bắc Macedonia ở phía Đông và Hy Lạp ở phía Nam. Nước này có bờ biển Adriatic ở phía Tây và bờ biển Ionia ở phía Tây Nam. Từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ năm 1990, Albania đã đưa ra nhiều chương trình cải cách theo hướng kinh tế thị trường mở. Chính phủ được bầu cử dân chủ nhậm chức từ tháng 4 năm 1992 đã đưa ra một chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng nhằm chấm dứt sự suy giảm và đưa đất nước theo con đường kinh tế thị trường. Các yếu tố chủ chốt gồm tự do hóa hệ thống trao đổi và giá cả, củng cố hệ thống thuế, kiềm chế tiền tệ và một số chính sách thu nhập vững chắc. Những chương trình này được hỗ trợ thêm bởi một kế hoạch cải cách cơ cấu khác gồm cả tư nhân hóa doanh nghiệp, cải cách lĩnh vực tài chính và tạo lập khuôn khổ pháp luật cho một nền kinh tế thị trường và hoạt động lĩnh vực kinh tế tư nhân. Đa số các loại giá đã được thả nổi và hiện đang tiếp cận với mức độ phổ biến trong vùng. Đa số lĩnh vực nông nghiệp, nhà cửa và công nghiệp nhẹ đã được tư nhân hóa, cùng với vận tải, du lịch và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 3. Kosovo. Kosovo xếp thứ 3 trong số những nước nghèo nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người chỉ đạt 4.430 đô. Kosovo là một lãnh thổ tranh chấp và quốc gia được bộ phận quốc tế công nhận tại Đông Nam Âu tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với tên gọi nước Cộng hòa Kosovo. Chính sách kinh tế của Cộng hòa Kosovo hướng đến một hệ thống thương mại tự do. Trong bối cảnh này, chính phủ đã soạn thảo một khung pháp lý để đảm bảo việc thực thi các tiêu chuẩn châu Âu về khả năng cạnh tranh. Kosovo lại là tỉnh nghèo nhất Nam Tư và nhận được sự trợ cấp đáng kể từ tất cả các nước Cộng hòa khác của Nam Tư.
Ngoài ra, trong thập niên 1990, các chính sách kinh tế tồi tệ, trừng phạt quốc tế, ngoại thương không đáng kể mà xung đột sắc tộc đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Kosovo. Sau khi đạt mức nhảy vọt vào năm 2000 và 2001, tốc độ tăng trưởng GDP của Kosovo đã có mức âm vào năm 2002 và 2003 và được dự kiến đạt 3% vào năm 2004-2005, với nguồn lực tăng trưởng trong nước không thể bù đắp được nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. Lạm phát thấp, trong khi ngân sách đã thâm hụt lần đầu tiên vào năm 2004. Năm 2004, thâm hụt cán cân hàng hóa và dịch vụ là gần 70% tổng GDP. Kiều hối từ những người Kosovo sống ở nước ngoài chiếm khoảng 13% GDP và viện trợ nước ngoài chiếm khoảng 34%. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình, số liệu GDP của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 5,18 tỷ đô. Trải qua khoảng thời gian 14 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất 9,01 tỷ đô, đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 9,01 tỷ đô vào năm 2021. 2. Moldova. Moldova xếp thứ 2 trong số những nước nghèo nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người khoảng 3.695 đô. Moldova tên chính thức Cộng hòa Moldova là một quốc gia nằm kín trong lục địa Đông Âu, giữa Romania ở phía Tây và Ukraine ở phía Bắc, Đông và Nam. Đây là một đất nước trẻ, họ chỉ mới được tuyên bố độc lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1991. Diện tích đất nước này chỉ có 33.846 km2, gấp đôi so với diện tích của tỉnh Nghệ An nước ta. Moldova nổi tiếng về không gian xanh được biết đến là xanh nhất châu Âu tại thành phố Chisinau, các đồng bằng cao nguyên rộng lớn trải dọc theo chiều dài đất nước, hay là ngành công nghiệp sản xuất rượu có tiếng lâu đời trên thế giới. Mặc dù có sự tăng trưởng khá trong thời gian gần đây, Moldova vẫn là một trong số các quốc gia kém phát triển. Không có tài nguyên khoáng sản nhưng có khí hậu thích hợp cho nông nghiệp, nên kinh tế Moldova phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là rau quả, rượu vang và thuốc lá. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, nền kinh tế Moldova sa sút nhiều. Khó khăn lớn nhất của nền kinh tế là sự mất cân đối cơ cấu nghiêm trọng và sự phụ thuộc lớn vào bên ngoài về năng lượng, nợ lớn nước ngoài chưa có khả năng chi trả. 1. Ukraine. GDP bình quân đầu người 2.452 đô, xếp thứ 1 trong số những nước nghèo nhất châu Âu. Có thể nói đây là danh hiệu mà không nước nào muốn nhận cả, trong khi diện tích Ukraine rộng thứ 2 sau Nga. Mức thu nhập này còn thấp hơn so với Việt Nam. Trong khi GDP bình quân đầu người ở nước ta 3.409 đô, số liệu tháng 12 năm 2021. Ukraine là một quốc gia thuộc khu vực Đông Âu. Ukraine giáp với Nga về phía Đông, Belarus về phía Bắc, Ba Lan, Slovakia và Hungary về phía Tây, Romania và Moldova về phía Tây Nam và Biển Đen cùng biển Azov về phía Nam. Trong thời Soviet, kinh tế Ukraine lớn thứ hai bên trong Liên Xô, là một thành phố công nghiệp và nông nghiệp quan trọng trong nền kinh tế kế hoạch của đất nước. Với sự sụp đổ của hệ thống Soviet, nước này chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Quá trình chuyển tiếp rất khó khăn cho hầu hết dân cư và đa số họ rơi vào tình trạng nghèo khổ. Kinh tế Ukraine là một nền kinh tế thị trường tự do mới nổi với tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng tới hai con số trong những năm gần đây. Nước này nhập khẩu hầu hết năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên, và ở mức độ lớn hơn phụ thuộc vào Nga trong năng lượng. Tuy 25% khí tự nhiên ở Ukraine có từ các nguồn nội địa, khoảng 35% đến từ Nga và số còn lại 40% từ Trung Á qua các đường vận chuyển thuộc quyền kiểm soát của Nga. Cùng lúc đó, 85% khí của Nga được chuyển tới Tây Âu qua Ukraine. Trong năm 2014, gần 100% nguồn cung cấp khí tự nhiên của Ukraine đến từ Nga. Từ 2016, nguồn cung cấp dầu khí hầu như là đến từ các nước EU. Và các bạn thân mến, trên đây chính là những quốc gia có thu nhập bình quân thấp nhất khu vực châu Âu. Mong rằng trong thời gian tới, các quốc gia này sẽ triển khai và thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế để mở rộng quy mô, nâng cao tổng GDP, từ đó cải thiện mức sống và chất lượng sống của người dân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để khám phá thêm nhiều chủ đề hấp dẫn khác với các nước trên thế giới cũng như Việt Nam, các bạn nhớ bấm like, share và đồng hành cùng Kiến Định Lý mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.